Xin chào mọi người, đã đến với kênh Hải Dân Stock thì mọi người đừng quên ấn like và subscribe kênh để em có thể ra được nhiều video tốt hơn để mọi người có thể nắm bắt và tham khảo. Thì hôm nay VN Index của chúng ta theo những cái đà quán tính thì tiếp tục là một phiên tăng điểm. Cụ thể hôm nay VN của chúng ta cũng tăng 3,17 điểm so với phiên trước và đóng cửa mốc 1.365,99 điểm. Giá trị giao dịch ở mức trung bình 19.926 tỷ đồng và đang có sự phân hóa và dịch chuyển dòng tiền liên tục trên thị trường. Thì hôm nay nhìn vào bản đồ này, anh chị có thể thấy rằng những cái mã cổ phiếu đóng góp tăng cho VN đến từ dòng tài chính này, công nghiệp, một vài mã cổ phiếu của dòng cảng biển và hàng tiêu dùng. Còn những cái mã cổ phiếu giảm điểm đến từ dòng sắt thép hay là những mã cổ phiếu của dòng dầu khí thì nhìn chung giai đoạn này VN của chúng ta đang có những cái trạng thái phân hóa dòng tiền và dịch chuyển dòng tiền liên tục, nên cái việc chúng ta cần làm là chúng ta sẽ tập trung vào cổ phiếu nhiều hơn. Thì nhìn trong những cái giai đoạn này thị trường chúng ta nó cũng đã có những cái trạng thái cân bằng và nó có những yếu tố tích cực trong hai phiên gần đây, nó đã bứt phá qua nhập khỏi những đường cản chéo, thì mục tiêu tiếp theo những cái quán tính thì nó sẽ tiến về những vùng gáp trước của nó là vùng 1.375 điểm. Tại vì anh chị biết rằng ấy, gáp được sinh ra để làm gì ạ? Là để lắp lại. Em ví dụ như giai đoạn này đây, khi thị trường chúng ta nó mở gap thì sao, nó cũng sẽ có những cái trạng thái lắp lại trong tương lai. Hay ở giai đoạn này khi nó mở một cái gap up, sau đó nó bật tăng đó khoảng 2 tuần, nó cũng sẽ quay về lắp hết cái gap của nó, sau đó nó tiếp tục một cái chu kỳ tăng của nó, đúng không ạ? Thì nhìn chung ấy, trong giai đoạn này anh chị cứ phân tích vào cổ phiếu và chọn được những cái mã cổ phiếu có dòng tiền vào để anh chị đánh, chứ anh chị không phải anh chị phân tích VN nữa. Tại vì anh chị biết ấy, khi anh chị nhìn vào VN này thì anh chị sẽ rất dễ dàng bị tâm lý, anh chị nhìn vào những cái trạng thái khi nó gặp lại những cản này, anh chị sợ thị trường chúng ta nó điều chỉnh thì cổ phiếu của anh chị sẽ điều chỉnh theo, đúng không ạ? Hay các anh chị sợ thị trường chúng ta nó đạt đỉnh, các anh chị không dám ra thì anh chị sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để đầu tư. Em ví dụ như giai đoạn thị trường chúng ta nó giảm điểm như thế này đi, thì anh chị thấy có rất nhiều mã cổ phiếu nó đi ngược với thị trường chung, như là Masan này, hay là những cái mã cổ phiếu như DGC này, hay là MWG, các anh chị thấy rõ ràng rằng thị trường của chúng ta nó giảm điểm nhưng những mã phiếu này nó vẫn tiếp tục cái đà tăng, đúng không ạ? Nên các anh chị đừng có nhìn vào thị trường chung để có thể đánh giá cổ phiếu, mà các anh chị hãy nhìn thực chất vào những cái bản chất của cổ phiếu nhiều hơn để mình có thể là chọn ra được những cái điểm mua tốt. Thì trong những cái giai đoạn này thì em cũng sẽ tập trung em phân tích cổ phiếu cho anh chị đầu tư để mình có thể là nắm bắt. Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ qua về những cái dòng gọi là cảng biển. Thì những cái phim trước em cũng đã nói rất là nhiều về những cái dòng cảng biển này rồi. Các anh chị cũng có thể thấy này, cái video ngày hôm qua cũng nói về những cái dòng cảng biển này nó đang có những trạng thái test cung rất thành công, đúng không ạ? Thì các anh chị thấy trước khi một cái mã cổ phiếu nào đẹp nó đều mang những cái hình ảnh rất là xấu xí. Em ví dụ như những cái giai đoạn phía trước đi, một cái mã cổ phiếu như DCM này, anh chị thấy này, trước khi nó đẹp thì sao ạ? Nó có những cái trạng thái này tích lũy và sideways đâu khoảng là 1 đến 2 tháng, sau đó có những cái trạng thái gãy rũ, và sau khi nó gãy rũ xong thì sao? Nó sẽ chạy rất là nhanh, đúng không ạ? Anh chị thấy rõ ràng rằng trước khi một mã cổ phiếu nào đẹp nó đều mang những hình ảnh xấu xí cả. Nên những cái mã cổ phiếu như Gamadex này hôm qua em có nói trong video, tại vì hiện tại các anh chị nhìn vào trend line của nó thì nó trong một cái trend line gọi là trend line tăng. Các anh chị nói những cái đáy của nó lại với nhau thì đáy sau luôn luôn cao hơn đáy trước. Và khi chúng ta đầu tư ấy, thì chúng ta phải nhìn vào cái xu hướng của nó, nếu là xuống tăng thì chúng ta sẽ chọn những cái điểm tích lũy đủ lớn để chúng ta vào. Thì vùng này theo đánh giá nó là một cái vùng tích lũy của cổ phiếu Gamadex. Anh chị có thể thấy rằng nó tích lũy và sideways, nó tạo ra những sự chán nản cho nhà đầu tư này, từ 10 tháng 8 này cho đến bây giờ là đến 7 tháng 10, nó tích lũy đâu khoảng là 2 tháng, và trong 2 tháng này hầu hết các nhà đầu tư đều có những sự chán nản, đúng không ạ? Tại vì anh chị mua vào, anh chị thấy có tăng hay không? Anh chị nắm giữ 2 tháng, những mã cổ phiếu khác nó tăng rất là nóng nhưng mã phiếu này nó không tăng, thì nó tạo ra những sự chán nản cho nhà đầu tư. Và khi nhà đầu tư chán nản sao? Chủ yếu là nhà đầu tư bán ra. Nên anh chị thấy này, volume nó đang có những sự cạn kiệt dần. Còn nếu mà anh chị đầu tư hưng phấn thì sao? Thì những cái lúc đó thì anh chị thấy rõ ràng rằng khối lượng giao dịch rất là nhiều, nó tạo ra những sự hưng phấn thì sao? Nó rất dễ dàng mang những trạng thái điều chỉnh. Nhưng ở đây này anh chị thấy rằng ở đây này không có sự đu bám, nó xuất hiện những cái trạng thái cạn kiệt về volume, sau đó nó tạo ra một cái đáy thứ nhất, sau đó quay lại retest cái đáy thành công thì sao ạ? Nó bắt đầu xuất hiện một phiên gọi là pivot, hay phiên này gọi là phiên test cung thành công, thì khả năng những phiên tiếp theo nó sẽ cân bằng và nó sẽ đi lên. Nên chị lưu ý đối với mã cổ phiếu Gamadex này trong giai đoạn sắp tới, nếu có những cái trạng thái cân bằng hay một vài phiên thì anh chị sẽ tham gia, hoặc điểm giá đâu khoảng là 49.7 này anh chị có thể là thăm dò đối với Gamadex. Tiếp theo là HAH này, thì anh chị cũng có thể thấy rõ ràng rằng nó cũng tương tự như cái mã cổ phiếu Gamadex thôi, trước khi mã cổ phiếu này đẹp thì nó đều có những cái trạng thái gọi là rũ bỏ cả. Anh chị thấy rõ ràng khi nó đánh vượt đỉnh sau nó quay lại retest đỉnh, nhưng các chị nhìn vào volume của nó thì sao ạ? Ở đây nó đang có trạng thái cạn kiệt về volume, nó xuất hiện những phiên gì ạ? No supply 3 này, đúng mà, sau đó là phiên test cung 3, thì đây là những cái điểm mua chính đối với con HAH. Thì khả năng vùng này nó sẽ cân bằng và nó sẽ đi lên, tại vì anh chị thấy bất kỳ mã cổ phiếu nào nó đánh vượt đỉnh nó đều quay lại retest đỉnh cả. Em ví dụ như giai đoạn phía trước của nó đi, khi ở đây nó tạo ra một cái đỉnh này thì anh chị thấy này, rõ ràng nó quay lại retest xong cái đỉnh thì nó sẽ tiếp tục tăng. Hay ở đây nó có những trạng thái nó tạo ra cái đỉnh thì sao, nó quay lại retest đỉnh thì nó mới tiếp tục tăng, đúng không ạ? Đó là những cái tín hiệu của sóng, thì các anh chị lưu ý khi mà nó quay lại retest đỉnh mà có những trạng thái cạn cung như thế này thì mình tham gia được.
Tại vì anh chị thấy trên thị trường này thực chất nó chỉ là những cái bản chất của cung cầu thôi. Các anh chị thấy này, những cái dấu hiệu khi nào mà các anh chị tham gia được là những cái dấu hiệu test cung, hoặc là những cái dấu hiệu gọi là no supply, là những lúc anh chị có thể tham gia. Em ví dụ giai đoạn phía trước đi, như STB này. Khi mà các anh chị tham gia một mã cổ phiếu thì các anh chị đầu tiên các anh chị phải nhìn vào cái trendline của nó. Đây, trendline của nó này. Khi nó là một cái xu hướng tăng thì anh chị bắt đầu các anh chị lựa chọn những cái vùng tích lũy để anh chị nhìn những cái dấu hiệu test cung hoặc no supply để anh chị mua. Em ví dụ như nó trong một xu hướng tăng và nó có những trạng thái tích lũy đã được này. Và sau đó có những cái yếu tố cạn kiệt về volume. Và khi anh chị thấy cạn kiệt về volume thì anh chị sẽ nhìn vào những cái vùng cuối tích lũy của nó xem có xuất hiện dấu hiệu gọi là no supply không. Thì đây là dấu hiệu no supply này. Có những trạng thái này đóng cửa thấp nhất phiên, nhưng các anh chị thấy này, volume của nó rất thấp, thể hiện gì ạ? Cái lượng cung đã cạn kiệt. Tại vì vùng này này, nếu nhà đầu tư nào mà còn hàng mà có những trạng thái lo lắng thì sao, họ sẽ bán ra thì volume sẽ tăng. Nhưng vùng này anh chị thấy phân tích về cung cầu thì nó có những trạng thái giảm điểm, nhưng volume nó nhỏ như này thì chứng tỏ cái lượng cung hàng của nhà đầu tư cá nhân ấy nó sẽ không còn nữa. Và khi không còn nữa thì sao, thì tổ chức họ sẽ bắt đầu họ có những trạng thái họ kiểm tra lại lượng cung ở vùng này bằng một phiên test cung. Và lúc đầu những cái phiên tích cung này luôn luôn là những cái yếu tố giảm điểm vào phiên sáng, và cuối phiên thì sao, luôn luôn có những trạng thái kéo lên tạo ra một cái phiên thanh ba gọi là đóng cửa cao nhất phiên, và cái volume nó lớn hơn cái phiên no supply 3. Và sau khi xuất hiện hai cái dấu hiệu này sao, nó sẽ bắt đầu xuất hiện một phiên gọi là breakout 3, đúng không ạ? Anh chị thấy những giai đoạn này đi, đây là những vùng cân bằng của nó thì sao ạ? Nó có những trạng thái này nó cạn kiệt về volume và tiếp tục nó xuất hiện những dấu hiệu gì ạ? Đây, một cái phiên no supply 3 này, hai phiên no supply 3 này, sau đó xuất hiện phiên test cung 3 này, nó liên tục xuất hiện no supply 3 và test cung 3 thì sao, nó sẽ break out, đúng không ạ? Hay những cái mã cổ phiếu như con Techcombank đi, trong giai đoạn phía trước các anh chị nhìn một mã cổ phiếu, khi các anh chị xác định nó là trên line tăng rồi, anh chị phải tìm những cái vùng tích lũy của nó xem có những cái dấu hiệu để mình tham gia hay không. Đây là vùng tích lũy và sideways của nó, và anh chị nhìn vào volume nó đang có những cái trạng thái gì ạ? Nó vẫn cạn kiệt dần này, nó xuất hiện cái gì ạ? No supply 3 này, đúng không ạ? Đóng cửa thấp nhất phiên và có những trạng thái volume thấp, ở đây cũng là no supply 3 này. Đây cũng vậy, và sau đó xuất hiện phiên gì ạ? Test cung 3 này, đóng cửa cao nhất phiên thì sau đó xuất hiện phiên breakout 3. Đúng không ạ? Hay là những cái mã cổ phiếu như con SSI đi, nó cũng tương tự như vậy thôi. Thì anh chị nhìn này. Trước khi các anh chị tham gia cổ phiếu phải nhìn vào trendline của nó. Thứ nhất, nó có phải là trendline tăng hay không? Thì nó là xuống tăng thì sao? Thì bắt đầu mình chọn những điểm mua, thì điểm mua của nó là như thế nào, thì anh chị phải nhìn xem nó có những cái độ tích lũy đủ lớn hay không, những vùng gom hàng của tổ chức hay không. Sau đó các anh chị nhìn vào những cái tín hiệu cung cầu, xem ở những cái vùng cuối tích lũy này có trạng thái gọi là cạn kiệt về volume hay không. Thì đây là những trạng thái này cạn kiệt về volume, đúng không ạ? Và sau khi cạn kiệt về volume thì sao, các anh chị thấy những tín hiệu gì ạ? Đây, no supply 3 là phiên gì ạ? Là một cái phiên này giảm điểm, nhưng cái khối lượng của nó có những trạng thái rất là thấp hơn so với những phiên trước đó. Sau đó xuất hiện một phiên test cung thì tiếp tục của nó là phiên breakout 3, đó là những cái bộ thanh ba đi chung với nhau. Thì các anh chị phải nhìn được những tín hiệu đó để anh chị tham gia đúng những cái điểm mua tối ưu, đúng không ạ? Nên chị lưu ý đối với những cái mã cổ phiếu cảng biển như thế này, nó đã có những trạng thái cân bằng được, cũng như xuất hiện những phiên no supply, cũng như là những phiên test cung đủ, thì anh chị có thể là canh để anh chị có thể tham gia trong giai đoạn sắp tới. Thì HAH cũng là một trong những mã cổ phiếu anh chị đáng lưu ý, khi nó cân bằng được thì anh chị có thể tham gia được. Hay những mã phiếu như BVT này, những cái nhóm khách hàng của em ấy tham gia ở phiên ngày 6 tháng 10 này, thì ở đây các anh chị có thể thấy rằng ấy là con BVT, thì những cái room khách hàng của em tham gia ở những cái mua rất là tốt ở quanh những cái vùng giá 24. Thì ở đây anh chị cũng sẽ thấy này, tại vì sao em tham gia? Tại vì khi chúng ta tham gia, chúng ta phải nhìn vào trên like của nó. Tại vì các anh chị biết ấy, một cái chu kỳ của cổ phiếu ấy nó sẽ diễn ra 4 giai đoạn, đúng không ạ? Thì ở trong những video hôm trước em nói rất là nhiều rồi, thì bây giờ em nhắc lại để cho chị đầu tư có thể là nắm bắt được rõ hơn. Đầu tiên là giai đoạn tích lũy xong nó sẽ đẩy giá xong sẽ tới cái phần gọi là phân phối đỉnh xong sẽ tiếp tục là cái giai đoạn đè giá xong thì sẽ tiếp tục là tích lũy trở lại, tích lũy xong sẽ tiếp tục đẩy giá, đúng không ạ? Đẩy giá xong sẽ phân phối đỉnh và đè giá. Thì anh chị xem xét xem những cái vùng nào là những vùng anh chị tham gia, từ tích lũy sang đẩy giá thì anh chị tham gia bất kỳ giá nào anh chị vẫn lãi, nhưng từ phân phối đỉnh sang đè giá anh chị tham gia sẽ không có lãi, đúng không ạ? Thì anh chị nhìn vào cái trendline của con BVT này thì rõ ràng nó đang ở những vùng gì ạ? Đây là tích lũy của nó này, nó bước sang những cái giai đoạn gọi là đẩy giá, đúng không ạ? Và trong giai đoạn đẩy giá này thì mình phải chọn đúng những cái điểm để mình tham gia. Thì anh chị nhìn vào ở đây nó có những cái trendline tăng này, nói những cái đỉnh sau cũng như là những cái đáy sau nó luôn luôn cao hơn những cái đáy trước, và anh chị thấy ở đây là một vùng tích lũy và sideways, nó có những cái trạng thái gom hàng của tổ chức, đúng không ạ? Và ở đây anh chị thấy này, rõ ràng trong những đoạn phía trước ấy nó đang có những trạng thái cạn kiệt về lượng cung, và sau đó nó bật tăng, nó quay lại retest đỉnh trước của nó, luôn luôn cạn cung. Hay là giai đoạn này anh chị thấy rõ ràng rằng này, nếu mà ở vùng này tổ chức họ phân phối thì cái volume không phải là nó bé như thế này đâu, mà nó phải có những trạng thái nó lớn dần đi thì đó mới gọi là những trạng thái phân phối. Còn ở đây anh chị thấy rõ ràng rằng khi nó quay lại retest đúng cái đỉnh trước của nó thì anh chị thấy những cái trạng thái volume của nó luôn luôn có trạng thái này nó thấp dần đi, đúng không ạ? Nó xuất hiện phiên gì ạ? Đây là no supply 3 này, và đây là phiên test cung 3. Sau khi xuất hiện những dấu hiệu về cung cầu thành công thì sao,
Thì anh chị thấy này, chết cung, nó sụp đi ba liên tục thì đây là những cái điểm mua đúng không ạ? Thì nên vì sao mới khuyến nghị cho anh chị đầu tư mình để tham gia? Và ở đây là những điểm mua chuẩn. Và anh chị lưu ý có thì nắm giữ thêm đối với mã phiếu này. Nếu mã phiếu này nó cân bằng thêm một vài phiên thì anh chị sẽ có điểm mua, còn bây giờ vẫn có thể mua thăm dò đối với BVT. Nên lưu ý đối với BVT trong giai đoạn sắp tới. Nếu anh chị nhìn vào chặt tuần ấy thì nó chưa đi hết chu kỳ của nó đâu. Tại vì anh chị biết ấy, một chu kỳ của cổ phiếu ấy, nó sẽ có những cái trạng thái gọi là nó sẽ đi đến ba cái nền của nó, sau đó nó mới có những trạng thái chạy nước rút thì lúc đó nó mới phân phối hàng ra được. Ở đây anh chị thấy này, theo những chặt tuần nó chạy được bao nhiêu cái nền rồi, anh chị thấy rõ ràng nó mới đi được cái nền thứ nhất, bây giờ nó đang tạo ra những cái nền thứ hai, nên đây cũng là một trong những cái mã cổ phiếu vẫn còn dư địa để anh chị tham gia. Tiếp tục là những cái mã cổ phiếu của dòng bất động sản của công nghiệp đi. Đây, vật liệu xây dựng này, nếu anh chị đầu tư nào mà follow em trong những thời gian gần đây thì ngày nào em cũng nói về mã phiếu BCG này đúng không ạ? Tại vì BCG này nó có một cái mẫu hình rất là lớn. Đây là một cái mẫu hình gọi là VSA kênh trên. Đây có những trạng thái tích lũy và sideways, và có những trạng thái này nó sideways bao nhiêu tháng ạ? À? Từ tháng 12 năm 2020 cho đến tháng 8 năm 2021 là nó sideways đâu khoảng là 8 tháng. Và trong những cái chu kỳ sideways như này mà anh chị thấy rõ ràng là nó có những cái yếu tố nó cạn kiệt về nguồn cung dần, thì chứng tỏ đây là những vùng gì ạ? À? Đây là những cái vùng gọi là tổ chức họ gom hàng rũ bỏ liên tục. Hầu hết các chị đầu tư nắm một mã phiếu trong vòng 8 tháng mà anh chị lỗ thì sao ạ? Các chị sẽ có những cái trạng thái là anh chị bán ra thì tổ chức họ mua vào, và khi cuối những vùng tích lũy này xuất hiện những cái dấu hiệu cung cầu này, no supply bar này, test cung này, no supply, và sau đó breakout này, và sau đó tổ chức họ đẩy giá lên liên tục không cho anh chị đầu tư mua ở những cái mức giá rẻ, và bắt đầu cân bằng tạo ra những cái mẫu hình nền tảng trong nền tảng. Thì ở đây có những cái trạng thái gì nữa ạ? À? Đây, trạng thái cạn cung nữa này đúng không ạ? À? Và xuất hiện phiên gì ạ? À? No supply bar này, test cung này, no supply này, test cung, và phiên hôm nay là phiên breakout rất là chuẩn. Thì mẫu hình này thì anh chị có thể nhìn qua một cái siêu cổ phiếu đó là HDC ở giai đoạn phía trước. Các chị nhìn hai cái mẫu hình nó tương tự như nhau thôi. Đúng ạ? À? Đây cái trạng thái của nó là như thế nào ạ? À? Đây, một cái trạng thái gom hàng, rũ bỏ cạn cung, sau đó dùng tiền xác nhận vào, sau đó bắt đầu mở gap tăng liên tục, tích lũy, sau đó tạo ra nền thứ nhất, sau đó tạo ra nền thứ hai thì sao ạ? À? Tiếp tục chu kỳ tăng rất là mạnh đúng không ạ? Nếu các chị mua đúng cái điểm mua thì sao ạ? Các chị phải nắm giữ được. Đối với mã phiếu này anh chị thấy này, nó tăng từ những vùng nền của nó tăng đâu khoảng là gần 113%. Thì lưu ý đối với BCG, em đánh giá nó cũng sẽ tương tự như những cái mã cổ phiếu như HDC này. Dư địa của nó vẫn còn lớn khi cái nền tảng của nó đủ lớn để mình có thể tham gia đối với ở những cái điểm mua này. Còn bây giờ anh chị có thì cứ nắm giữ thêm thôi. Hoặc là anh chị đầu tư nào muốn tham gia thì đợi những cái điểm gọi là backtest của nó quay về, retest cái đỉnh trước của nó này thì anh chị có thể tham gia mua mới. Mà nhìn chung ấy, đối với mã phiếu này em đánh giá ngày mai nó sẽ mở gap và nó bật tăng luôn. Nên chị lưu ý có thì cứ nắm giữ thôi, điểm mua thì các anh chị phải chờ đợi cân bằng thì lúc đó anh chị mới tham gia được. Còn bây giờ cứ nắm giữ thêm đối với BCG hay là SSC này. Hôm qua anh chị đầu tư nào xem video của em cũng biết về những cái mã cổ phiếu này đúng không ạ? Tại vì dòng bất động sản khu công nghiệp này nó đang có những cái game của việc gọi là dòng vốn của nước ngoài FDI đúng không ạ? Thì ở đây anh chị thấy rõ ràng rằng ấy, nó đang có những giai đoạn này cân bằng tạo ra mẫu hình này vai đầu vai ngược, dòng tiền lớn vào xác nhận và nó cân bằng lại được, nhưng yếu tố cạn cung xảy ra, và ở đây anh chị thấy rõ ràng nó xuất hiện một cái tín hiệu cung cầu, đây là điểm TNT trong cái VSA nâng cao. Thì ở đây khi nó tạo ra vùng tích lũy và sideways, những chị thấy rõ ràng ở đây này có những trạng thái này nó rất là cạn cung rồi, ở vùng này chứng tỏ là một cái điều ấy, là nhà đầu tư cá nhân rất là chán nản, ở vùng này này không còn ai nắm giữ lượng hàng để có thể là bán ra nữa đúng không ạ? À? Và khi nhà đầu tư cá nhân không còn nắm giữ lượng hàng thì chứng tỏ ở những vùng này là những cái vùng chuyển hóa cung cầu, là từ những cái lượng hàng của nhà đầu tư cá nhân sang cho những cái lượng hàng cho nhà tổ chức, và nhà đầu tư tổ chức họ nắm đủ lượng hàng sao thì hôm nay họ đẩy giá đánh lên ở việc hết sức bình thường, và khi anh chị muốn mua thì sao, mua với giá cao hơn đúng không ạ? À? Thì đó là những bản chất về cung cầu, nên SSC này anh chị có thì nắm giữ thêm thôi chứ điểm mua hiện tại thì không còn. Tiếp tục là những cái mã cổ phiếu như con CKG. CKG thì nhìn chung mã phiếu này nó đã tăng nóng rồi, nó tạo ra cái nền tảng thứ nhất, nó bật tăng đâu khoảng là gần 60-70%. Thì bây giờ anh chị có thì các anh chị nắm giữ thêm thôi. Cũng như vùng này nó cân bằng lại được thì khả năng nó sẽ quay về, nó bắt tắt lại cái đỉnh trước của nó này, thì lúc đó anh chị sẽ có những điểm mua mới. Còn bây giờ cứ nắm giữ và quan sát thêm. Còn những mã phiếu như BC1 này, BCC này anh chị có tham gia được hay không? Thì hầu hết những mã phiếu xa nền em đều không tham gia. Tại vì những cái khách hàng của em ấy, khi tham gia đều tham gia ở những vùng nền nữa. Tại vì sao ạ? Tại vì anh chị biết ấy, khi tham gia tại vùng nền thì sao? Có những cái trạng thái mà thị trường của ta nó điều chỉnh hay sao ạ? Thì nó điều chỉnh quanh về những vùng giá vốn thôi thì anh chị sẽ an toàn hơn. Nếu mà anh chị tham gia ở những cái điểm gọi là nó không có cái nền và nó đang chạy nhiệt mạnh như thế này thì sao? Các chị tham gia nó sẽ rất rủi ro. Em ví dụ như VIC đi. Các chị tham gia ở những cái điểm gọi là chạy nước rút của một mã cổ phiếu đi, nó tăng nóng như thế này, các chị tham gia sao? Rất dễ dàng dính ngay những cái đỉnh ngắn hạn, và khi nó có những trạng thái đổ bỏ hay sao thì anh chị sẽ rất khó để đưa ra những cái hướng giải quyết đối với một mã cổ phiếu nào đó. Anh chị thấy này, con VGI giai đoạn phía trước đi,
Rõ ràng rằng ấy, trong những giai đoạn này này nó chưa tạo ra một cái nền tảng nào thì sao ạ? Các anh chị tham gia ở những vùng này này thì sao ạ? Nó sẽ rất rủi ro cho anh chị, nên hầu hết những mã phiếu BCC này có thì anh chị nắm giữ, còn điểm mua thì chưa có, tại vì nó không phải là một cái điểm mua an toàn để em có thể khuyến nghị cho anh chị nhà đầu tư để mình tham gia được. Còn những mã cổ phiếu như LCG thì sao? LCG thì tương tự như SSC thôi, mẫu hình đã có, rũ bỏ thành công, nó tiếp tục nó tăng và vùng này nó cân bằng được thì có thì cứ nắm giữ, còn điểm mua thì chưa có. Hôm nay vol tăng nhưng giá không tăng thì ở đây chứng tỏ vùng này này lực bán cũng tương đối lớn thì khả năng nó sẽ cân bằng lại, thì lúc đó chị sẽ có điểm mua mới, còn bây giờ cứ nắm giữ thêm. Hay những mã phiếu như IDC này, một trong những cái mã cổ phiếu tăng mạnh của dòng bất động sản khu công nghiệp này, thì mã phiếu này chị thấy rõ ràng rằng ấy nó cũng có một cái mẫu hình rất là cụ thể đúng không ạ? Đây mẫu hình gọi là VSA kênh trên tạo ra những cái trạng thái cung cầu rõ ràng. Ở đây rõ ràng rằng nó quay về retest đỉnh của nó này, thành công thì sao nó tiếp tục nó tăng này. Khi nó đánh vượt đỉnh thì nó vượt, thì có những cái yếu tố gọi là nó backtest lại những cái vùng và đỉnh trước của nó, nhưng ở đây anh chị thấy rõ ràng nó cạn cung thì sao mình có thể tham gia đúng không ạ? Còn bây giờ nó cân bằng và nó đi lên như này thì mình hạn chế tham gia, có thì cứ nắm giữ thêm thôi. Còn những cái mã cổ phiếu của dòng chứng khoán thì sao? Chứng khoán thì nó đang có những cái sự phân hóa dòng tiền rất rõ rệt, thì dòng chứng khoán hiện tại thì nó đang có những cái trạng thái gọi là rũ bỏ, cũng như nó đang tạo ra những cái yếu tố gọi là đây đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, là đang những cái nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn. Và khi nó đang trong những cái nhịp rơi như thế này thì cái việc anh chị cần làm là anh chị quan sát, hoặc là anh chị có hàng ấy thì anh chị cứ canh tăng để hạ ra trước rồi chờ đợi những yếu tố cân bằng để mình vào sau. Tại vì anh chị biết ấy, một mã cổ phiếu đang rơi ấy, thì cái việc tốt nhất ấy là anh chị phải đợi nó cân bằng thì anh chị mới vào được. Em ví dụ như nó đang rơi như thế này đi, anh chị có vào anh chị bắt đáy được hay không? Và khi anh chị vào anh chị bắt đáy này thì về T3 thì sao? Anh chị bị lỗ đúng không ạ? Và anh chị thấy này, khi mà nó muốn bật tăng lên thì sao? Nó luôn luôn có những cái điểm cân bằng đúng không ạ? Nó cân bằng như thế này này, nó rơi xong thì nó mới bật tăng lên được. Hay ở những giai đoạn phía trước đi, em ví dụ như giai đoạn này này, anh chị thấy rõ ràng nè, khi nó đang rơi thì sao ạ? Nó chưa cân bằng lại được thì sao? Thì anh chị tham gia vào thì sao? Nó sẽ tiếp tục nó rơi, nhưng một khi nó cân bằng lại được thì sao ạ? Nó sẽ bắt đầu nó đi lên. Anh chị lưu ý những cái mã phiếu này này, nếu anh chị muốn tham gia phải chờ những cái điểm cân bằng của nó để mình tham gia. Và những mã phiếu này nó xuất hiện những cái yếu tố gọi là lực bán ra rất mạnh ở trong giai đoạn phía trước này, những cái phiên sell nền rất là nhiều đúng không ạ? Liên tục xuất hiện những phiên sell nền thì sao ạ? Nó có những trạng thái giảm điểm, tại vì đây là một trong những cái quy luật về hệ quả của một real quyết cướp. Tại vì anh chị biết ấy, khi mà khối lượng tăng mà giá không tăng chứng tỏ cái lực bán đang nhiều hơn, và theo những phân tích về cung cầu, lực bán nhiều hơn thì giá sẽ điều chỉnh. Em ví dụ như con VIP đi, đây giai đoạn phía trước rất rõ ràng rằng khi mà giá tăng, giá không tăng đúng không ạ? Giá không tăng nhưng mà vol tăng thì sao ạ? Nó sẽ điều chỉnh này, đây ba phiên liên tục đúng không ạ? Hay là những mã phiếu như CTD này, giai đoạn phía trước rõ ràng khi mà có những trạng thái này nó lên đến những vùng đỉnh trước của nó thì sao ạ? Có những cái yếu tố gọi là vol của nó tăng nhưng giá của nó không tăng thì sao? Sẽ có những trạng thái điều chỉnh. Nên những mã phiếu như HCM này mình cứ quan sát thêm thôi, chờ đợi những yếu tố cân bằng thì lúc đó mình sẽ vào, mình đánh một cái trận mới đối với mã cổ phiếu HCM. Dòng tiền chưa vào thì mình chưa vào đánh thôi. Tiếp tục là những cái mã cổ phiếu như BVS thì sao? BVS thì nó cũng tương tự thôi, ở đây này vol tăng giá không tăng, thì những giai đoạn gần đây nó cũng chỉ mang những tính chất phục hồi. Còn cách chị muốn tham gia mới thì chị phải chờ đợi những cái giai đoạn cân bằng phía sau. Em đánh giá nếu mà nó cân bằng thêm 1-2 tuần nữa thì lúc đó em sẽ cân nhắc để đưa ra những quyết định giải ngân. Còn bây giờ có thì cứ tiếp tục nắm giữ đối với BVS. Hay những mặt cổ phiếu như con CTS thì sao ạ? À? CTS thì ở đây em đánh giá nó cũng chỉ là những nhịp phục hồi thôi, tại vì nó quay lại retest đỉnh trước của nó nhưng volume của nó cạn thì sao? Lực cầu bắt đầu vào thì nó sẽ bật tăng, nhưng ở vùng này anh chị lưu ý nó có một cái gap nó chưa được lắp lại, thì gap được sinh ra để lắp lại, nên lưu ý khi mà nó quay lại retest cái gap này này thành công và nó cân bằng lại được thì đó mới chính là những cái điểm mua chính. Còn bây giờ mình nắm giữ và quan sát và chờ đợi những cái yếu tố này nó bật tăng lên một kháng cự thì mình chốt ra, chờ đợi giảm xuống thì mình mua lại. Nên lưu ý đối với CTS này, quan sát thêm, điểm mua thì chưa có, chủ yếu là có những cái lượng hàng đang nắm giữ thì anh chị canh chốt lại bớt. Còn những cái mã cổ phiếu như con SSI thì sao? SSI thì cũng tương tự như cái con BVS thôi, đây cũng mở gap, và khi nó mở gap thì khả năng nó lên đường cái MA 20 này này, nó sẽ có những trạng thái nó điều chỉnh ngược trở lại, nó điều chỉnh về đây này, lúc đó nó điều chỉnh và nó cân bằng lại được thì mình tham gia. Còn bây giờ mình cứ nắm giữ thêm. Còn những mã cổ phiếu như VND thì nó tương đối mạnh hơn so với dòng của nó, cũng như vùng này nó cũng đang cân bằng, nhưng ở đây nó cũng tiếp tục mở một cái gap, thì khi nó mở gap thì sao? Nó sẽ quay lại lắp gap xong thì chúng ta tham gia và chờ đợi yếu tố cân bằng, thì lúc đó anh chị sẽ có những điểm mua mới. Còn bây giờ cứ tiếp tục quan sát đối với dòng chứng khoán. Còn những cái mã cổ phiếu của dòng công nghệ thì có những mã phiếu như CMG cũng bật tăng mạnh này, LC,
đánh theo những mẫu hình gãy rũ này, sau đó bật tăng chạy nước rút thì những mã phiếu này các anh chị có thì cứ canh chốt lãi thôi, còn điểm mua sẽ không còn tại vì nó đã chạy nước rút quá mạnh rồi. Hầu hết những điểm này, này là những điểm các chị chốt tuyệt vời nhất. Ví dụ như những mã phiếu như Vinamilk này, trước khi nó kết thúc chu kỳ của nó thì sao, thì nó có những giai đoạn gọi là chạy nước rút, hay là những mã phiếu như CTD này, trước khi kết thúc chu kỳ của nó đều có giai đoạn chạy nước rút, hay là VGI này, các anh chị thấy rõ ràng rằng luôn luôn có giai đoạn chạy nước rút để anh chị chốt lãi. Thì hầu hết những mã phiếu như LC này, nếu chị có thì cứ canh chốt lãi dần, còn điểm mua thì không còn. Còn những mã cổ phiếu như FPT thì đây là những cái mã cổ phiếu em đánh giá các anh chị sẽ có những cái điểm mua về trung hạn nhiều hơn, tại vì vùng này nền này nó có những trạng thái tích lũy, có những trạng thái cạn kiệt từ volume. Nếu mã phiếu này nó ở trạng thái phân phối thì volume của nó sẽ tăng dần, tại vì nếu tổ chức họ muốn bán sao, họ sẽ bán khống bán tháo ra bằng mọi giá, bán thanh lý để cho nhà đầu tư mua lại, và sau đó nó tạo ra một chu kỳ mới, lúc đó họ sẽ gom hàng ở những vùng giá thấp hơn. Nhưng vùng này anh chị thấy rõ ràng nó là một trong những cái mã cổ phiếu hàng đầu của thị trường đúng không ạ, và khi nó là một cái mã cổ phiếu tốt thì không có ai muốn bán với giá thấp, và khi tổ chức họ muốn bán sao, họ sẽ kéo lên để họ bán giá cao hơn. Và vùng này rõ ràng rằng ở đây dòng tiền cũng đã vào này, hay anh chị thấy những giai đoạn phía trước ấy luôn luôn có những trạng thái này, dòng tiền vào khi mà mã cổ phiếu điều chỉnh, nên chị lưu ý mã phiếu này em đánh giá nó sẽ cân bằng thêm một vài phiên thì nó sẽ có những trạng thái gọi là breakout 3, nên chị hãy kiên trì đối với mã phiếu này, có thì nắm giữ thêm, hoặc đây cũng là những cái điểm mua để chị có thể đánh về trung hạn. Nếu chị nhà đầu tư nào muốn nắm giữ và muốn gia tăng thì đợi nó vượt đỉnh, thì đó là những điểm gia tăng tiếp theo, nên chờ đợi những cái yếu tố đánh vượt đỉnh đối với FPT, kiên nhẫn thêm. ITD thì cũng đã bật tăng rồi, có thì chị nắm giữ thôi. Đây mẫu hình nền tảng trong nền tảng thì bây giờ nó cũng đã có những trạng thái kẹn cung, sau đó bật tăng thì chị có thì nắm giữ thêm. Hôm nay gặp lại những vùng đỉnh trước thì yếu tố điều chỉnh là việc hết sức bình thường, nên chị cần đợi những cái yếu tố cân bằng hơn thì chị sẽ có điểm mua mới, còn bây giờ cứ nắm giữ và quan sát thêm thôi. VGI thì dòng tiền lớn cũng đã vào, mẫu hình vai đầu quay ngược cũng đã xác nhận, thì vùng này anh chị có thì cứ nắm giữ thêm, tại vì trendline của nó cũng đã bứt phá khỏi những cái trendline về giảm điểm trong ngắn hạn của nó, đúng không ạ, nó đã bứt phá khỏi những cái trendline về trung hạn của nó này, giảm điểm trong trung hạn, và nó bắt đầu một xu hướng mới, vùng này nó cân bằng đi lên thì anh chị nắm giữ thêm được, thì mã phiếu này khả năng nó sẽ cân bằng vài phiên nữa thì anh chị sẽ có điểm mua. CTR thì vùng này nó cũng đã cân bằng được này, và hầu như nó cũng đã đánh bật tăng như thế này thì anh chị có thì nắm giữ thêm thôi. Ở đây nó test cung vài phiên nữa thì nó sẽ bật tăng, thì vùng này em đánh giá anh chị vẫn có thể tham gia để có thể đánh về T cộng được đối với CTR. Tiếp theo là những cái mã cổ phiếu của dòng dầu khí đi. Dầu khí thì hiện tại như thế nào? Dầu khí thì có những cái mã cổ phiếu như BSR thì sao? BSR hiện tại thì nó đang cân bằng quanh những cái vùng gọi là đỉnh trước của nó, nhưng cái vùng này anh chị thấy volume của nó tương đối lớn thì nó gặp kháng cự nhiều, và lên vùng này thì nó phải cần hấp thụ lại lượng cung do nhà đầu tư đang kẹp hàng bán ra, những cái lượng cung do nhà đầu tư đang có lãi chốt ra, khi những cái lượng cung đó được những cái lượng cầu từ bên ngoài này triệt tiêu dần, nó tạo ra vùng cân bằng cung cầu, và sau đó có những cái trạng thái cạn kiệt từ volume hơn thì lúc đó anh chị sẽ có những điểm mua mới, còn bây giờ có thì cứ nắm giữ, tại vì mã phiếu này nó cũng đã bứt phá khỏi những mẫu hình gọi là VCB của nó rồi, nên chị chờ đợi thêm những yếu tố cân bằng để mình tham gia mới, còn bây giờ nắm giữ thêm. Hay là BVS như thế nào? BVS thì nó tương đối mạnh hơn, tại vì mẫu hình của nó cũng là mẫu hình VCB này, nhưng các chị nhìn về lượng cung ở đây này, chị thấy rõ ràng rằng ấy, ở những cái lượng cung treo ấy, ở đây nó tương đối ít, tại vì tính từ những vùng này thôi, anh chị thấy này, lượng cung nó ít hơn đối với mã cổ phiếu BSR, nên chị thấy này, nó điều chỉnh cũng điều chỉnh rất ít, cũng như ở phía dưới của nó cũng là một cái nền, khi nó điều chỉnh sau nó điều chỉnh về nền, vùng này anh chị thấy rõ ràng rằng nó đang có những trạng thái cạn kiệt về volume, thì chị lưu ý những cái trạng thái cân bằng lại là những cái yếu tố các anh chị có thể tham gia mới đối với BVS, còn bây giờ cứ chờ đợi thêm đối với BVS thôi. BET thì sao? BET thì nó cũng đã bật tăng đánh vượt đỉnh của nó rồi, thì chỉ có thì cứ nắm giữ thêm thôi, tại vì ở đây nó quay về retest đỉnh, nhưng ở đây volume của nó thấp thì chứng tỏ lượng cung đã cạn kiệt, cung kiệt mà cầu vào thì nó sẽ tăng, hôm nay cũng là một cái phiên tiền vào đánh rất là mạnh, và vùng này khả năng nó gặp lại kháng cự thì nó sẽ cân bằng thêm một vài phiên nên chị sẽ có điểm mua, hoặc là anh chị đầu tư nào có hàng thì cứ canh vượt những cái đỉnh trước của nó là vùng 30.5 thì có thể là gia tăng tiếp, còn bây giờ nắm giữ thêm đối với BET. Còn BVD thì sao? BVD hiện tại thì nó cũng đang vào những cái mẫu hình của nó, đây là một trong những cái mẫu hình gọi là VSA này, anh chị thấy rõ ràng rằng ấy có những cái trạng thái này nó cân bằng tích lũy rất là lâu và nó đang tạo ra những yếu tố cân bằng ở những cái giai đoạn gần đây, và dòng tiền cũng đã vào, tại vì đây chị thấy là yếu tố cạn cung rất là rõ ràng đúng không ạ, đây cạn cung dần này và sau đó dòng tiền bắt đầu vào đánh lên, và yếu tố đây là những yếu tố nó đang hấp thụ là những cái vùng gọi là lượng cung ở những vùng đỉnh trước của nó, nếu vùng này nó cân bằng được một vài phiên nữa thì nó sẽ là những cái điểm mua tốt để chị tham gia đối với BVD, còn bây giờ có thì cứ tiếp tục nắm giữ đối với mã cổ phiếu BVD này. Thì hầu như dòng dầu khí nó vận động rất tốt, chủ yếu cho anh chị đầu tư có thể nắm giữ hoặc là nó sẽ cân bằng thêm một vài phiên thì chị sẽ có những cái điểm mua mới.
Còn con gas này thì sao? Gas thì nó tăng mạnh thì nó điều chỉnh là việc hết sức bình thường. Hầu hết mã phiếu này nó đã gặp đỉnh. Thì khi nó gặp đỉnh thì nó cần phải hấp thụ lượng cung vùng này, cũng như nó sẽ có những cái trạng thái chốt lại của nhà đầu tư. Khi nhà đầu tư chốt lại ra thì sẽ có những trạng thái rung lắc, thì vùng này lực cầu bên ngoài vào nó cân bằng thêm thì chị sẽ có những cái điểm mua mới. Còn bây giờ nắm giữ thêm thôi. Tiếp tục là những mã phiếu bất động sản, thì bất động sản vẫn còn những dư địa đối với những cái mã cổ phiếu như con KDH này. KDH thì em nhìn thấy cái mẫu hình của nó tương tự như con DBM trong giai đoạn phía trước ấy. Anh chị thấy ở đây là một cái vùng nền tảng tích lũy tương đối là lâu đúng không ạ? Đây, tích lũy cạn cung này. Sau đó bật tăng lên, rũ bỏ về đúng những cái vùng gọi là nền trước, và sau đó có những trạng thái nó cân bằng được. Thì sao ạ? Thì nó sẽ đi lên. Anh chị thấy giống mẫu hình của con gì ạ? Giống như con DBM này. Các chị thấy này đúng không ạ? Giai đoạn phía trước này, con DBM thì sao? Nó cũng có những trạng thái cân bằng. Sau đó cạn cung. Khi nó bật tăng thì sao ạ? Nó rũ bỏ về đúng những cái vùng nền tảng của nó đúng không ạ? Và khi nó rũ bỏ về đúng nền tảng của nó thì sao ạ? Nó cân bằng lại được sao? Nó sẽ vào một cái chu kỳ tăng giá. Thì con KDH hiện tại nó cũng tương tự như thế thôi. Dòng bất động sản đang được hưởng lợi thì mã phiếu này nó cân bằng được, nhưng cái yếu tố cạn kiệt volume như thế này là những cái yếu tố dòng tiền chưa có thể thoát ra, nên chị lưu ý đối với mã phiếu này vẫn có thể tham gia mua mới quanh những vùng giá 42.35, thì đây là một trong những mã cổ phiếu anh chị có thể tham gia vào ngày mai. Lưu ý đối với KDH mã phiếu này, tại vì có những cái dấu hiệu này tích cung này đúng không ạ? Rũ bỏ xong rồi này, rũ bỏ cạn cung này, đây là phiên no supply này, no supply này tích cung, no supply tích cung thì ngày mai khả năng nó sẽ nổ rất là cao, nên lưu ý đối với KDH. Tiếp theo là những cái mã cổ phiếu như con D2D. D2D là một trong những cái mã cổ phiếu em sẽ chú ý trong giai đoạn sau, tại vì cái mẫu hình của nó rất là đẹp. Đây là một cái mẫu hình gọi là VSA kênh trên. Đây là những cái điểm gì ạ? Selling Climax, là những cái điểm quá bán. Sau khi tạo ra những điểm quá bán thì có những dòng tiền của tổ chức họ vào họ định giá, và sau khi họ định giá sau họ sẽ tạo ra những cái biên sideway cho đầu tư chán nản. Chủ yếu nắm trong vùng này thì anh chị đầu tư chủ yếu là bán ra thôi, chứ không ai chú ý nhiều đối với con D2D này đâu đúng không ạ? Và hầu hết cái gì thấy này, nó tạo ra những yếu tố này rũ bỏ xong luôn này, cạn cung thì chứng tỏ đây này, cầu đang nằm trong những cái lượng 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 hàng của nhà đầu tư tư cá nhân đã cạn dần, cũng như ấy là những cái lượng hàng đang được chuyển hóa từ nhà đầu tư cá nhân sang tổ chức đúng không ạ? Vùng này họ gom hàng rất lâu như thế này, nếu mà chịu tư ấy, đợi chờ những cái yếu tố nó cân bằng vùng này và có những cái dòng tiền vào xác nhận, khả năng nó sẽ tăng đâu khoảng là 100% là việc hết sức bình thường. Tại vì chị thấy này, nó tích lũy từ tháng 1, bây giờ đâu phải là tháng 10 rồi, nó tích lũy 10 tháng đúng không ạ? Và tích lũy 10 tháng như này, nếu mà nó cân bằng được thì khả năng nó sẽ thành siêu cổ phiếu. Nên chị chờ đợi những yếu tố cân bằng đối với mã phiếu này đi. Nên em đánh giá mã phiếu này rất là cao trong giai đoạn sắp tới. Nếu nó cân bằng được thì em sẽ hướng dẫn chị tham gia. Nên chị lưu ý và thêm mã phiếu này vào những cái watchlist theo dõi, tại vì có những cái độ gom hàng rất là nhiều của tổ chức. Ở đây cũng có những trạng thái này, cạn cung này, TNT này rất là cạn cung rồi. Nên chị chờ đợi những yếu tố phía sau của con DDD nó cân bằng quanh vùng này đi, thì lúc đó mình sẽ tham gia. Còn những cái mã cổ phiếu như con DRH thì sao ạ? DRH thì rõ ràng ấy, mã cổ phiếu này em tham gia những điểm mua rất là tốt và bây giờ vẫn chưa bán. Tại vì mã phiếu này nó là một cái mẫu hình VSA của nó này. Đây rõ ràng là một cái mẫu hình VSA, các anh chị thấy rõ ràng ấy, ở đây này là những cái trạng thái này. Nó tích lũy và sideways tạo ra mẫu hình cốc tay cầm đúng không ạ? Đây phần cốc của nó này. Và đây là phần tay cầm. Và khi nó tạo ra mẫu hình cốc tay cầm sao ạ? Dòng tiền lớn vào xác nhận này đúng không ạ? Và sau đó bước vào chu kỳ tăng giá của nó. Và rõ ràng ở đây nó đang tăng trong những biên độ như thế này, và anh chị thấy rõ ràng ở trong những giai đoạn phía trước ấy, những cái vùng mà giá gọi là nội tại của nó thì ở những vùng giá 64, 65, mà bây giờ ở những vùng giá 18 như thế này và nó đang bước vào chu kỳ tăng thì mình có thì cứ nắm giữ thêm thôi, thì khả năng nó sẽ về những vùng giá 24 và 25, nó sẽ có những trạng thái cân bằng trở lại, thì lúc đó anh chị sẽ có điểm mua. Còn bây giờ anh chị có thì cứ nắm giữ thêm thôi, tại vì vùng này em đánh giá nó sẽ còn một cái dư địa tăng nữa, nên quan sát thêm đối với DRH trong giai đoạn sắp tới. Tiếp theo là Nam Long này. Chặt tuần của nó là những mẫu hình nền tảng trong nền tảng này đúng không ạ? Đây nền tảng thứ ba này, nền tảng trong nền tảng trong nền tảng, thì những mã phiếu này nó sẽ còn dư địa tăng. Tại vì ở đây chị thấy này, những mẫu phiếu nào mà nó đang mang những mẫu hình như này này thì khả năng nó sẽ có những trạng thái tăng rất bền. Tại vì những mã phiếu này khi nó tăng thì sao? Nó sẽ tăng ở những cái vùng nền số 3 là chính. Anh chị nhìn vào con DGC đi. Đây, giai đoạn phía trước chị thấy rõ ràng là này, nền tảng trong nền tảng thì sao? Nó sẽ bước vào siêu chu kỳ tăng giá. Thì con Nam Long hiện tại cũng tương tự như thế, nếu mà nó có những trạng thái cân bằng hay một vài phiên nữa thì chị có thể tham gia được đối với mã phiếu này. Và mã phiếu này nó sẽ có những yếu tố gọi là test cung no supply, em sẽ hướng dẫn các anh chị vào tham gia. Còn bây giờ có thì cứ nắm giữ đối với mã cổ phiếu Nam Long này. Mã phiếu này khi nó cân bằng anh chị sẽ có những cái điểm đánh về trung hạn. Hay những cái mã cổ phiếu như DSG này hôm nay cũng tăng mạnh này. Thực chất những mã phiếu kênh dưới như thế này em sẽ không tham gia nhiều, tại vì chị thấy này, khi có những trạng thái cân bằng nhưng nó đánh lên thì sao, nó sẽ gặp lại kháng cự trước thì nó sẽ khó thế nào mà nó có thể tăng được.
Nếu mà phiếu này nó muốn tăng ấy, thì nó phải cần tích lũy và cân bằng thêm một vài phiên nữa, vì lúc đó nó sẽ có những cái trạng thái nó sẽ dễ dàng đẩy giá hơn. Còn vùng này có thì cứ nắm giữ thôi, tại vì trên like của nó mới bứt phá khỏi những trên like gọi là giảm điểm của nó thôi, còn vào trên like tăng chính thì chưa, nó phải cần cân bằng thêm. Tiếp tục là những cái mã cổ phiếu của Nam Từ Liêm ấy. Nam Từ Liêm anh chị thấy này, đây cũng là một mô hình VNA này, tiền lớn vào xác nhận này, cân bằng đánh lên thì có thì nắm giữ thêm. Vùng này nó mở gap thì khả năng nó sẽ quay lại retest gap thành công, thì lúc đó nó mới vào một cái trên lại tăng mới nên vùng này nó cân bằng được, thì chị sẽ có những điểm tham gia mới. Còn bây giờ cứ tiếp tục nắm giữ. Đối với Nam Long EGC này, mẫu hình của nó cũng là một cái mẫu hình lớn này, các chị thấy này, độ tích lũy của nó rất là lâu, và nó tích lũy lâu như thế này nó đánh lên 100-200%, sau đó nó tái tích lũy là việc hết sức bình thường. Hôm nay các anh chị cũng thể thấy rằng ấy, có những cái trạng thái này nó đã bắt đầu bứt phá khỏi những cái đường gọi là cản chéo trong mẫu hình VCB của nó, và sau khi nó bứt phá vùng này nó cân bằng thêm một vài phiên là những cái điểm mua chuẩn của anh chị đầu tư. Anh chị lưu ý đối với EGC trong giai đoạn sắp tới, đây cũng là những cái mà cổ phiếu anh chị lưu ý, tại vì có những cái nền tảng tích lũy đủ lớn, nó tích lũy đâu khoảng là từ tháng 2 này đến bây giờ là tháng 10 rồi, 8 tháng mà nó chưa có những giai đoạn gọi là đẩy giá mạnh, thì khả năng ấy, nếu mà nó vào chu kỳ tăng thì nó sẽ tăng rất mạnh, nên lưu ý đối với EGC. Còn những cái mã cổ phiếu của dòng ngân hàng thì hầu như dòng ngân hàng các anh chị thể thấy rằng ấy, giai đoạn gần đây này các anh chị đầu tư làm gì có lãi đúng không ạ, thì nó đang ở trong những cái chu kỳ gọi là tích lũy và sideways thôi, nên hầu hết những cái mã cổ phiếu ngân hàng này em chưa tham gia. Nếu mà tham gia thì chỉ mang những cái trạng thái gọi là đánh ngắn thôi, chứ mã phiếu này nó chưa vào trên line tăng chính của nó đâu, nên các anh chị phải chờ đợi thêm. BVB này hiện tại anh chị có thể thấy rằng ấy, nó cũng có những trạng thái này tích lũy và sideways, cái lượng cung của nó đang có những cái trạng thái cạn kiệt dần này, tiền lớn cũng đã vào ở đây, nó cũng mang những trạng thái rũ bỏ, nó xuất hiện những phiên test cung này nó supply, thì nếu mà nó cân bằng thêm một vài phiên nữa thì chị có thể là giải ngân đánh ngắn và target các anh chị mua ở những cái điểm mua quanh vùng giá 20, thì những cái điểm các anh chị bán có thể là quanh những cái vùng gọi là 24, 25, có thể là đánh ngắn như thế này được. Còn đánh dài đối với mã phiếu này thì chưa có những cái điểm mua để anh chị đánh dài, nên lưu ý chờ đợi thêm đối với BVB thôi. Hay những mã phiếu như ACB này, ACB nó vẫn tiếp tục cân bằng và nó chưa hết những cái trạng thái gọi là cân bằng của nó, tại vì anh chị biết ấy, muốn kết thúc một cái giai đoạn gọi là tích lũy và sideways thì nó phải cần có những dòng tiền vào đẩy giá lên. Đây em ví dụ như giai đoạn này đi, khi anh chị thấy nè, nó tích lũy và sideways trong giai đoạn rất là lâu, nhưng mà nó muốn đánh lên sao thì phải có dòng tiền lớn vào đẩy giá lên đúng không ạ, thì khi có dòng tiền đẩy giá lên thì sao, thì mình sẽ vào mình tham gia, chứ mình chưa vội tham gia sớm đúng không ạ. Hay là những cái mã cổ phiếu như con SSI này, trước khi nó muốn kết thúc một cái giai đoạn tích lũy và sideways thì sao ạ, thì phải có một cái dòng tiền lớn vào đẩy giá lên thì nó mới bước vào trên lai tăng. Còn bây giờ anh chị thấy những cái mã phiếu như HDC này, ABB này, ACB này, nó chưa có dòng tiền nào nó đẩy giá lên thì sao, mình quan sát thôi, chừng nào dòng tiền lớn vào đẩy lên thì lúc đó mình hãy tham gia, chứ mình đừng có vội tham gia rồi mình chờ đợi chán nản, mình cũng sẽ bị tổ chức họ rủ bỏ ra thôi. Nên những mã phiếu như ACB này mình cứ nắm giữ và quan sát thêm thôi, còn điểm mua thì chưa có. BID nó cũng tích lũy và sideways, nó cũng cân bằng và nó cạn cung như thế này, thì những mã phiếu này anh chị có thì cứ nắm giữ thêm. Nếu chị muốn tham gia thì chị phải chờ đợi những cái dòng tiền của xác nhận thì lúc đó mình sẽ tham gia, còn bây giờ chưa phải là điểm mua, có thì cứ nắm giữ. Hay những mã phiếu như OCB nó cũng tương tự như thế thôi, thì mã phiếu này em đánh giá nó khả năng nó sẽ phục hồi về quanh những vùng này này, thì hôm nay phiên tích cung ngày mai sẽ nổ về những vùng này, tại vì các chị không thể thấy rằng ấy là dòng ngân hàng này cũng có những cái mã phiếu như SHB này nó dẫn dắt nó tăng lên trước đó mà. Đây những cái mã cổ phiếu SHB thì nó cũng đã tăng lên trước rồi, nên chị lưu ý đối với những mã phiếu đó. Còn hầu hết ấy là dòng ngân hàng ấy nó chưa có dòng tiền vào, thì em đánh giá những giai đoạn tiếp theo ấy là dòng ngân hàng nó sẽ có những sự phục hồi. Các chị đầu tư nào muốn đánh ngắn thì vẫn có thể tham gia, còn đánh dài thì chưa có những cái điểm mua chính. Techcombank này anh chị vẫn có thể tham gia được này, nếu mà nó cân bằng thêm một vài phiên thì chị sẽ có những cái điểm tham gia được đối với con Techcombank, tại vì vùng này cũng là vùng tích lũy của nó cũng có những cái trạng thái cạn cung này, nên lưu ý đối với Techcombank trong giai đoạn sắp tới được này, và chờ đợi những điểm cân bằng để mình có thể tham gia đối với Techcombank. Còn bây giờ mình cứ quan sát đối với dòng ngân hàng, thì dòng ngân hàng thì hiện tại thì đánh giá thì nó chưa có những điểm mua chính để chúng ta vào, chủ yếu là chúng ta quan sát thôi, nên em cũng sẽ không phân tích nhiều đối với dòng ngân hàng, tại vì nó cũng là cái kênh dưới xu hướng. Tại vì các anh chị so sánh đối với một mã cổ phiếu kênh dưới và một mã cổ phiếu kênh trên ấy, thì lúc nào những mã cổ phiếu kênh trên nó đều mạnh hơn cả. Em ví dụ như Vinamilk đi, khi các chị tham gia một cái mã cổ phiếu mặc dù giá rẻ như thế này này thì sao ạ, các chị tham gia ở những vùng giá đó khoảng là 86, thì các chị nắm giữ đến bây giờ các chị lãi được bao nhiêu phần trăm? Đây các chị nắm giữ đâu khoảng là lãi đâu khoảng là 6-7% à, nhưng mà anh chị nắm giữ đối với những cái mã cổ phiếu ở những vùng tháng 5, như là những mã phiếu như DGC đi, hay là những mã cổ phiếu như Masan đi, đây các chị thấy này, từ những cái vùng gọi là tháng 5 thì sao, bây giờ anh chị lãi bao nhiêu phần trăm? Các chị thấy rõ ràng rằng kênh trên nó luôn luôn mạnh hơn kênh dưới đúng không ạ?
Hay các chị nhìn qua những cái mã cổ phiếu như VND với mã cổ phiếu SSI giai đoạn phía trước đi. Đây này, khi nó đánh vượt đỉnh thì nó gọi là kênh trên. Và khi anh chị thấy này, từ những giai đoạn gọi là tháng 4 năm 2021 đến bây giờ nó đã tăng bao nhiêu phần trăm ạ? Nó tăng đâu phải là 115%. Thì các chị nhìn qua những cái mã cổ phiếu như SSI nó tăng được bao nhiêu phần trăm? Đây, những cái giai đoạn gọi là tháng 5 của nó này. Bây giờ anh chị mua, các chị lãi đâu khoảng là 70 đến 80% đúng không ạ? Nên anh chị thấy những mã phiếu kênh trên đều là những mã phiếu mạnh. Thì hầu hết em tham gia đều là những mã cổ phiếu kênh trên cả. Ông Seth Livermore ổng cũng có những câu nói rất là hay, những mã cổ phiếu kênh trên đều là những cái mã cổ phiếu mạnh nhất của thị trường, tại vì những cái mã cổ phiếu giá cao ấy thì giá nó sẽ còn cao nữa, và ngược lại những cái mã cổ phiếu giá thấp thì chưa chắc nó sẽ có những cái trạng thái nó sẽ tăng điểm đâu, hay là sẽ có những cái trạng thái gọi là nó sẽ tiếp tục nó giảm. Nên chị lưu ý đối với những cái mã cổ phiếu của dòng ngân hàng chưa có điểm tham gia. Dòng thép thì giai đoạn này ấy, thì em đánh giá thì những cái mã cổ phiếu này nó xuất hiện rất là nhiều những cái phiên phân phối rồi, và khi nó xuất hiện phiên phân phối này nó sẽ có rủi ro. Và rủi ro ở đây khi nó kéo giá thì sao, nó sẽ rất dễ dàng có những trạng thái đảo chiều. Thì hầu hết những cái mã cổ phiếu này trong những trạng thái gần đây em sẽ không tham gia mua mới, có thì mình nắm giữ thôi. Cũng như mã phiếu này khi mà nó có những trạng thái chạy nước rút là mình canh mình chốt ra, chứ không phải là những cái điểm mua để mình đánh về trung hạn nữa. Và các chị thấy này, những cái điểm gọi là từ nền tảng của nó đã tăng lên bao nhiêu phần trăm ạ? Đây, từ nền tảng của nó là những cái điểm này này, thì bây giờ nó cũng đã tăng đâu khoảng là gần 25% rồi đúng không ạ? Hay là những cái mã cổ phiếu như Nam Kim này, nó đã tăng bao nhiêu phần trăm từ nền tảng của nó rồi? Ở đây nó cũng đã tăng đâu khoảng là 67 đến 81%. Nên hầu hết những mã phiếu này nó mở gap và nó tăng như này thì em đánh giá khả năng sẽ tái tích lũy trở lại thôi. Nên những cái mã cổ phiếu dòng thép thì chị quan sát thêm, điểm mua thì chưa có, chủ yếu là có để chị nắm giữ và canh chốt lại dần. Nên chị quan sát đối với dòng thép. Thì cảm ơn các chị đầu tư đã lắng nghe video của em, và chúc các chị đầu tư có một cái buổi tối vui vẻ.